আজিলিত ও আজিলিতা বুড়াই 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 bố nước làm gì nữa em, bây giờ làm gì bú bình nữa, mấy giờ còn bú sữa nữa, mấy giờ còn bú sữa nữa. Chiếc cái sữa à, lớn tầm ngầm một chiếc cái sữa à, lớn tầm ngầm một chiếc cái sữa à, trời ơi đẹp da chế. Đánh liều phát đây là tiếp. Đánh liều phát tiếp. Ôi nhưng mà sợ nhất ba mớt. À đừng. Em xin đừng gặp con mà ba mớt liền hốt nhá. Đừng gặp ba mớt liền hốt. Đừng gặp ba mớt. Đừng gặp ba mớt. Đừng có ba mớt nhá. Mà lava cũng mệt nhỉ. Ôi, thôi quên hết đi. Chó này. Ôi, coi sừng à. Coi sừng thì thủng bộ rồi. PK, đừng có PK nhá, đừng PK. Ôi, PK rồi, con này là PK rồi. Con này đã cấy rồi. Azilit đẹp dai, mộ cycle à, mộ cycle không ăn Big Bow cycle nhá, Big Bow cycle vẫn là đấy. Nói chung tất cả những cái loại cycle mà gặp Big Bow ấy thì là tắt điện hết, đấy, tắt điện hết.
À. Đấy, thực ra đánh như này thực ra kể cả thắng là thua thì mình đều thua thì càng mình càng có cái cơ hội để rút ra kinh nghiệm đúng không? Sao sao giờ này chăm xem stream của anh thế không sim à? A few moments later. Mà cũng may là hồi xưa là bà xuất hiện ở phòng này và bà xuất hiện bây giờ mình quên rồi. Bây giờ mình không thấy xuất hiện nữa, cho nên là cái phòng này là cũng không có ai cả, cho nên là hói thoải mái. Và tuy nhiên thì ở bên cửa sổ là có hàng xóm, cho nên là không biết được là có ảnh hưởng không. Mình cũng nghĩ rằng là một ngày đó sẽ có người gõ cửa mình và phản hồi cái việc là mình buổi đêm thế nào mà mình hói hết như vậy đúng không? Bây giờ ra cái gì? Ra súng không? Ra súng không? Không nên ra súng nhá, không nên ra súng nhá. Bây giờ như này, hóc ra. Cá nông ra đi để hóc cái này, để phân tán lực lượng của họ, đúng không? Đấy, và họ sẽ phải ra con đép, có nên ra cái bồn không? Không nên ra cái bồn, cứ đép đá, không nên ngại. Đấy, đép đá, rồi, cứ đép đi, cứ đép kìa đi, không có đép gì đâu, cứ đép đi, rồi, cứ đép đi, rồi. Súng đi, không chết đâu, súng không chết đâu, yên tâm, súng dai lắm, súng bắn xa, súng dai lắm. Rồi, bây giờ họ phải đép cánh học, bây giờ đép cánh gian, họ sẽ không có gì, họ không còn đi được hoặc của mình. Công lên, xông lên, học bây giờ xông lên, chỉ còn mình mới ra, ai đâu đi phòng thủ, học còn được hai phát, thành công rồi, bây giờ như nào, như này, ai sẽ để Mega ZDM, rồi ok, Mega Z rồi. Rồi, Canon nó hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi, Canon nó hoàn thành nhiệm vụ gì? Bây giờ Canon chết cũng được, không vấn đề gì cả. Gian có được một phát, không ăn thua. Rồi, bây giờ là gì để đép? Lấy gì đép ông đây? À, Napoleon, không sợ. Bây giờ như nào? Rồi, không sao, ba gì để đép có Napoleon này, không vấn đề gì cả nhá. Không có gì phải ngại cả. Rồi, vỡ khiên rồi. Anh, sao thế? Ôi ơi. Mà tại sao con bao bọc để con ấy mà họ vẫn ai được nhở? Buồn cười thật đấy, có nên ra không? Không nên ra, họ sẽ đi với gian luôn đấy nhá, không nên ra bây giờ, bây giờ đúng bài thủ thôi. Đấy, đúng bài thủ thôi, không nên ra. Đấy, độc cả, độc thì càng hay, độc thì càng hay. Bây giờ thì lấy gì ra thủ để hóc? Bây giờ thì lấy gì ra thủ hóc? À, chơi luôn, ôi rồi, chưa mất tiếng rồi. Chơi luôn, họ chỉ có con kia thôi. Phải bồn không cần phải bồn. Tí nữa để đợi họ ba con của họ ra đi phải bồn nhá. Bây giờ nên ra phải bồn luôn. Đấy, bây giờ thì nên ra phải bồn luôn. Bây giờ như nào? Rồi thôi, ok, đẹp sai rồi. Con nữa. Lên đi bạn ơi, lên đi. Không con nữa, 18 giây. Một phát rồi ơi. Một phát. Mất tiếng quá. Xin lỗi các bạn. Cứ bình tĩnh nha, không được gì vội nha. Bình tĩnh nha, tự tin không quay cú nha. Rồi, đẹp dài rồi, tôi quay. Quay vào. Chứ bình thường ý, bình thường mà nói nhiều như này thì mệt lắm. Cái hồi đầu mà nói nhiều thì mệt lắm. À,
Thôi, à, bây giờ cũng muộn rồi, vợ vừa nhắn tin này, anh ơi ngủ chưa, anh gào to quá, con sắp bị tỉnh dậy rồi này.